Vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, mùng 4 tháng 11, tại dãy kiosk bán văn phòng phẩm nằm trên đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn đã khiến nhiều tài sản và hàng hóa bị thiêu rụi. Ngọn lửa phát ra từ một trong các kiosk và nhanh chóng lan sang các kiosk bên cạnh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng với lực lượng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các kiosk đều đã đóng cửa nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa và văn phòng phẩm tại các kiosk đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.